Thời gian trở lại đây, với nhiều hình thức trả hình, nàng xe dù Bến Cóc đã hình thành và đi vào hoạt động một cách ngang nhiên, lộng hành trên địa bàn thành phố Huế. Tuy nhiên, điều đáng nói là tình trạng này đã diễn ra trong suốt thời gian dài và ngày càng rầm rộ hơn, nhất là trên tuyến cố định Huế-Đà Nẵng, Huế-Quảng Trị, Huế-Quảng Bình và ngược lại. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông, trật tự đô thị mà còn khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Với hình thức trả hình bằng cách núp bóng xe hợp đồng tour, tuyến, xe hợp đồng du lịch. Thời gian gần đây, hàng chục xe dù đã hiên ngang lộng hành trên các tuyến đường thành phố Huế để đón bắt và trả khách. Điều này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn khiến cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh khai thác trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định Huế-Đà Nẵng, Huế-Quảng Trị, Huế-Quảng Bình và ngược lại vô cùng bức xúc. Công ty cổ phần xe khách Huế gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý vận tải, thất thu lớn nguồn ngân sách của nhà nước. Đặc biệt, nhiều nhà xe còn hoạt động công khai và phát tờ rơi quảng bá dịch vụ xe đưa đón tận nhà như nhà xe Dahuma chạy tuyến Huế Đà Nẵng và ngược lại vừa bị lực lượng chức năng xử lý và tạm giữ phương tiện. Tương tự, một số doanh nghiệp vận tải như Camel Travel, Hưng Thành, HAV Travel dưới hình thức núp bóng xe hợp đồng du lịch, xe hợp đồng tour đã hình thành các bến cóc xe dù để tồn tại và hoạt động. Trong đó xuất hiện trong thời gian gần đây và hoạt động một cách quy mô rầm rộ nhất là hãng HAV Travel, dòng xe limousine chạy tuyến Huế Đà Nẵng và ngược lại. Khách này thì tuyến Huế Đà Nẵng thì mình thông tin từ đâu? Phát tờ rơi và em điện thoại thì em đặt đặt vé. Đặt vé thì em đặt vé đã không có vé, bắt xuất hóa đơn cho em. Xuất hóa đơn của cho em là 180.000 để em về thanh toán cho công ty. Mình gọi điện thoại xong rồi mình lên đến văn phòng người ta rồi mình thanh toán tiền người ta, trả tiền trực tiếp cho chủ xe, cho văn phòng người ta. Có hợp đồng không anh? Không có hợp đồng, mình khách bình thường thôi. Theo Nghị định số 86 ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, tại điều 7 về kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ghi rõ, không được bán vé, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi dưới mọi hình thức. Bằng chứng đã rõ. Thế nhưng, mỗi khi bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm, đại diện doanh nghiệp này vẫn quanh co, chối cãi. Đặc biệt, trong một thời gian ngắn, nhiều phương tiện của hãng AV Travel đã bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nhiều lần nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Bên công ty em có những cái quyết định như thế này. Rồi. Thứ nhất, công ty em có cái giấy là được phép lưu vận chuyển hợp theo đây. Bên em có phép phải lữ hành tour. Dạ. Bên em phải chức tour cho khách đi. Dạ. Dạ. Và cái đây anh bằng chứng nào anh nói là em thu vé. Cái này rồi. Để em nói là sao hết ạ? Cái đây là anh có ghi rõ không ạ? Cước vận chuyển tour từ Huế vào Đà Nẵng. Tôi kêu ta ở trên xe và những hành khách khác cùng nói là bản thân tôi từ nộp tiền cho doanh nghiệp và cho công ty An. Dạ một người chưng đó tiền là tôi đi riêng về, tôi đi từ vị trí này đến vị trí này, đúng không? Trên thực tế, việc hoạt động trả hình của các phương tiện như xe hợp đồng du lịch, xe hợp đồng tour để đón trả khách trên địa bàn thành phố Huế không chỉ làm giảm mạnh lưu lượng hành khách qua bến xe phía Nam và phía Bắc thành phố Huế mà còn gây nhiều khó khăn thiệt thòi cho nhiều nhà xe thuộc tuyến cố định hoạt động kinh doanh đúng quy định của nhà nước. Trong khi phần lớn các doanh nghiệp chủ xe muốn đầu tư vào lĩnh vực này đều vay mượn ngân hàng, áp lực thuế lệ phí bến bãi khiến hoạt động kinh doanh ngày càng bế tắc, nhiều doanh nghiệp chủ xe có nguy cơ phá sản. Hiện tại là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, mà trong cái đó chúng tôi là tuyến cố định, chúng tôi đóng thuế này, rồi lệ phí bến hai đầu bến đầy đủ, mà mỗi một xe xuất bến đó, nhiều khi xe xuất bến chỉ có vài ba người, không có khách, mà xe dầu gió thì nhiều quá. Bây giờ chúng tôi yêu cầu là các ban ngành sớm vào cuộc để cho chúng tôi để triệt để những cái xe bến cóc dầu gió và những cái xe mà hoạt động không có trong tuyến và kinh doanh không lành mạnh để cho chúng tôi có đủ khách để chúng tôi chạy và chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu đầy đủ cho nhân dân. Như chúng mình lợi dụng sơ hở của pháp luật. Thành ra người ta mang danh là du lịch, họ không có đóng bến tuyến của đóng thuế này, của tuyến của định này, không đóng bến bãi, người ta chạy dù gió một cách là vô tội vạ.
đó, làm cho đoàn xe của chúng tôi càng ngày càng mất lượng khách rất là nhiều. Mà mặc dù hàng ngày là cũng phải đóng tiền thuế này, hai đầu bến, rồi lệ phí bến bãi, rồi phí cho hợp tác xã nữa để giúp xã vững mạnh, nhưng mà hoàn toàn chúng tôi mất lợi rất là nhiều. Thành ra chúng tôi thấy tình hình này là càng ngày càng trở nên quá sức khó khăn cho đời sống anh em. Qua cái thực trạng mà xe hợp đồng du lịch Trà Hình thì cái lưu lượng khách chủ yếu là các cái loại phương tiện này là bắt khách ở trong thành phố, nên cái khách về tại các bến đi xe là rất là ít, dẫn đến cái vấn đề là hành khách trên các tuyến là giảm rất là rõ rệt. Và nhiều cái phương tiện và doanh nghiệp là hầu như là cái doanh thu là giảm. Ví dụ như tuyến Huế Quảng Trị, Huế Đà Nẵng thì một số hầu như là xe khi xuất bến là hầu như là cái lượng khách là chỉ chiếm là 20-30% thôi, là giảm hơn một nửa so với các cái thời kỳ trước. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, các nhà xe tuyến cố định chỉ được đón trả khách tại các đầu bến và những vị trí đã được phê duyệt. Nhà xe tuyến cố định không thể đưa xe vào nội thị tổ chức đón trả khách tận nhà, thì các loại xe dù, xe trả hình nói trên lại dễ dàng tổ chức đón trả khách tận nhà, đi sâu vào nội thị, chạy vòng vo, tổ chức đón khách tại các trường đại học, bệnh viện trên địa bàn, gây mất trật tự vận tải, ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông và cạnh tranh không lành mạnh. Xe ở đây đón khách đây, trả khách đây, thế thôi đó. Còn tất cả những giấy tờ là văn phòng người ta pháp lý là tụi em không có nóng thì văn phòng người ta sẽ làm hết, nhưng mà về đậu đổ là tụi em bị vi phạm liên tục. Còn tụi em là chỉ là nhân viên lái xe thôi, cứ văn phòng kêu đậu là đậu, bây giờ anh bắt là chịu thôi. Theo phản ánh của một số người dân, phương thức hoạt động của các loại phương tiện này diễn ra ngày càng tinh vi hơn, liên tục thay đổi khung giờ, quy luật hoạt động. Một số hãng xe còn dùng cả phương tiện như taxi, xe trung chuyển để tập kết và đưa khách ra khỏi địa bàn thành phố Huế, sau mới đón khách đi cả tuyến Bắc Nam, khiến cho lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong tuần tra kiểm soát và xử lý. Phương tiện xe hợp đồng, xe hợp đồng không có hợp đồng, xe lợi dụng hợp đồng để bán vé, đặt chỗ và những cái xe hoạt động kinh doanh nhưng không có giấy phép kinh doanh là thường là thay đổi các quy luật hoạt động, thời gian hoạt động cũng như địa bàn hoạt động, và thường những cái xe này là có những cái hợp đồng, nhưng hợp đồng là không phải là cái hợp đồng là hợp đồng đặt chỗ xong là bổ sung cái danh sách vào trong hợp đồng, rất khó khăn trong việc xử lý của là lực lượng chức năng. Và lực lượng chức năng sẽ bố trí cái lực lượng là hóa trang kết hợp với máy móc kỹ thuật để ghi hình, ghi ảnh những cái trường hợp này và cương quyết xử lý dứt điểm cái trường hợp là xe hợp đồng không có hợp đồng và xe lợi dụng hợp đồng để bán vé hoặc là đặt chỗ cho khách. Khi có các lực lượng chức năng làm việc thì các cái phương tiện này là ít là coi họ là lẩn tránh và trốn tránh, nhưng mà khi không có các lực lượng thì là coi các cái xe này là coi nó là coi cũng vi phạm. Không chỉ vòng vo đón khách ở khu vực bệnh viện, các trường đại học, lợi dụng thời điểm về đêm, một số hãng xe khách còn lợi dụng việc tiệm nguồn nhiên liệu để biến một số cây xăng và cả tiệm công cộng trong thành phố Huế thành nơi đầu đổ trái phép để đón khách. Ước tính hiện trên địa bàn thành phố Huế hiện có hàng chục phương tiện hoạt động theo dạng không đăng ký bến bãi, không luồng tuyến dưới nhiều hình thức hết sức tinh vi. Trước tình hình trên, để lập lại trật tự an toàn giao thông, trong thời gian qua, lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông thành phố Huế đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng hoạt động xe dù, xe du lịch, tour tuyến trả hình đang ngày càng bùng phát một cách rầm rộ dưới nhiều hình thức trả hình. Đối với là cái công tác là để triệt để cái phương tiện các cái hoạt động của xe khách đón trả khách không đúng quy định, xe khách hoạt động có hợp đồng lợi dụng cái hợp đồng để mà bán vé đặt chỗ, những xe chạy hợp đồng không có hợp đồng, những xe kinh doanh vận tải không có giấy phép kinh doanh, thì đội sở giao thông sẽ thường xuyên bố trí lực lượng ra soát, khảo soát và tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, nắm tình hình của các cái phương tiện này, nắm tình hình các của địa bàn để phát hiện và kịp thời xây dựng kế hoạch triệt để xử lý những cái phương tiện này.
Công ty chúng tôi thì cũng kiến nghị phối hợp với các đơn vị vận tải là kiến nghị lên các ngành rồi các lực lượng chức năng là thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý dứt điểm đối với các cái phương tiện vi phạm nhiều lần, thì đề nghị cơ quan quản lý tiếng địa phương là thu hồi cái phù hiệu chạy xe, và đối với nhiều cái phương tiện của doanh nghiệp mà vi phạm nhiều lần và trong doanh nghiệp mà nhiều phương tiện vi phạm thì đề nghị là có cái chế tài xử lý riêng, là như là thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải. Không giấy phép kinh doanh, không luồng tuyến, không đăng ký bến bãi, nhưng nhiều phương tiện vẫn ngang nhiên núp bóng hoạt động trong thời gian dài dưới nhiều hình thức trả hình như xe chạy theo hợp đồng, xe tour, xe chở đám cưới, xe chở bệnh nhân vào bệnh viện, xe đưa khách về sân bay, để đối phó và qua mặt các lực lượng chức năng và hoạt động một cách phi pháp. Dư luận đặt ra câu hỏi là tại sao hiện tượng này lại ngang nhiên tồn tại kéo dài nhiều năm trong thành phố Huế, không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, làm xấu hình ảnh đô thị Huế mà không được xử lý triệt để. Vì vậy, lực lượng chức năng cần có những giải pháp xử lý nghiêm, triệt để, đặc biệt đối với những phương tiện hạng xe vi phạm nhiều lần, cần rút giấy phép kinh doanh hoạt động để sớm lập lại trật tự an toàn giao thông, trả lại hình ảnh văn minh đô thị cho thành phố Huế.